trước khi qua bên đó thì mình sẽ đi vòng công viên bên này trước nha các bạn. Ừ, cái gì em, công viên bên này rất là rộng và xanh, được trang trí rất là đẹp, kiểu như là Singapore thu nhỏ đó các bạn, nên là mình sẽ đi thử và tìm hiểu bên này là cái gì nhé. Đây là được trang trí rất là nhiều cỏ xanh và đường đi cũng rất là đẹp. Tên là có biệt thự với lại căn hộ villa theo kiểu gia đình đó, này là đang được xây dựng và thiết kế, có thể mua hay là cho thuê để ở. Xung quanh là được trồng rất là nhiều cây già là đấy, rất là đẹp. Cái này là giống như cây dừa. Là một công trình được xây dựng đầu tư khủng nhất tại Việt Nam với số tiền lên đến 500 tỷ, Vinhome Central Park mang đến một không gian rất mới cho Sài Gòn. Với không gian bên sông, vào từng thời điểm trong ngày, công viên đẹp theo một nét rất là riêng biệt. Từ khi chính thức mở cửa, Vinhome Central Park đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách du lịch với những bức ảnh check-in cực kỳ độc đáo và trở thành một điểm đến không thể nào bỏ lỡ trong chuyến du lịch Sài Gòn của bạn. Dự án này nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Giữa khung cảnh của những tòa nhà cao tầng san sát nhau, bỗng được tô điểm bởi một vùng xanh mướt rợp bóng cây. Những tạo hình độc đáo khiến du khách không khỏi thích thú. Chính giữa là có hồ, mấy cái vòi xanh mướt, với lại tượng. Xung quanh thì được trồng rất là nhiều cây cỏ. Với tổng diện tích lên đến 40 ha, Vinhome Central Park là một trong những quần thể với 40 hạng mục và trở thành một sự lựa chọn lý tưởng của các gia đình, bạn bè trong dịp cuối tuần để thư giãn và vui chơi. Lấy cảm hứng từ công viên Central Park ở New York, khi đưa về Việt Nam, Vinhome đã mang đến cho một không gian vô cùng mới, vô cùng hiện đại, xanh, sạch, đẹp và đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân cũng như quảng bá du lịch cho thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã đi một vòng hồ và quay trở lại xin. Đây là có một hồ nước, buổi tối là đèn rất đẹp, bạn này là ban ngày nên nó không có bật đèn như lại không có phun nước.
sẽ đi vòng bao nhiêu tiếng? Khuôn viên xung quanh cái cầu nó cũng được trang trí theo mình nhìn như giống như cái cảnh mà mình đang ở bên Nhật. Được trồng rất là nhiều cây và có cái thác nhân tạo ở giữa, thì mình phải đi qua phía bên cầu đỏ. Một điểm đặc biệt khi du khách đến với nơi đây đó chính là Vinhome Central Park có những hạng mục là mang đến màu sắc và nét văn hóa của rất nhiều nước trên thế giới. Bạn có thể bắt gặp một không gian đậm chất Nhật Bản với những cây bonsai, cây cảnh hay là những hình ảnh cầu sơn Nhật Bản màu đỏ rất là đặc trưng. Bạn cũng có thể thu vào tầm mắt những khung cảnh của nước Mỹ hiện đại với những đài phun nước cực kỳ hoành tráng. Bây giờ là mình đang đứng ở trước cổng của cái khu nhân tạo về Nhật Bản xứ sở. Bên thì được trang trí bởi trồng rất nhiều cây trúc rất là đẹp, và cái cổng này được làm bằng gỗ. Đường đá vô.
Vào buổi tối thì mọi người thường tập trung ở đây để chiêm ngưỡng những cột nước cao lớn và đầy màu sắc, hay đơn giản là khung cảnh thiên nhiên Việt Nam qua những bãi đá nhân tạo và hành tráng, những dãy ghế dài, cây cổ thụ đậm chất Việt Nam. Với không gian xanh, thoáng đãng và những hạt bụi cực kỳ độc đáo, mới mẻ, chắc hẳn bạn sẽ có những tấm hình check-in đáng mơ ước ở nơi này. Bên này là khu thể thao vui chơi và tập thể dục. Sau tất cả những đồ sộ, hoành tráng nói trên, thì Vinhome Center Park vẫn giữ bản chất nó là một công viên để mọi người có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ học tập và lao động vất vả. Những điều tưởng chừng như bình dị, nhưng đẹp đẽ và bình yên vô cùng. Đó chính là tiêu chí hoạt động của Vinhome Center Park, mang đến một không gian sống đẹp, xanh, tươi mát hơn bao giờ hết. Mình đi về hướng phía Lăng Bác, bây giờ mình sẽ chạy một vòng.
Giờ là gần tới dịp Noel rồi nên mình sẽ ở xem thử ở trong đó nó có trang trí cho không Noel.
Bây giờ là mình sẽ đi về lại bên Đan Mách nha các bạn. Nãy giờ mình đang ở trên đài này, có hai cái. Tòa nhà Lăng Mắt 81 có độ cao 461,3m và có 81 tầng, được xây dựng tại trung tâm của khu đô thị Vinhome Central Park. Ngay bên bờ sông Sài Gòn, tòa nhà Lăng Mắt 81 có tổng diện tích sàn xây dựng là 241.000m2, trong đó tầng B2, B3 là hầm để xe, tầng B1, tầng 1, 2 và 3 trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, sân trượt băng trong nhà và là phòng gym. Tầng 4 là khu clubhouse dành cho cư dân, gồm hệ thống hồ bơi, gym, spa, bar và locker ngoài trời. Tầng 5 là sảnh locker tiêu chuẩn 5 sao và nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho cư dân, nhà hàng cao cấp. Tầng 6 đến tầng 40 là khu căn hộ hiện đại với căn hộ 1 đến 4 phòng ngủ Sky Villa. Hệ thống có khoảng 900 căn hộ dịch vụ cao cấp Vinhome và căn hộ thương mại office cao cấp. Trong đó có căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ dịch vụ siêu sang 6 sao diện tích khoảng 400m2 với góc nhìn là 180 độ. Tầng 41 đến tầng 76 là khách sạn Vinpearl 5 sao. Khu khách sạn 5 sao Vinpearl có quy mô khoảng là 450 phòng. Phòng tổng thống sang trọng có diện tích đến 1000m2 và tầm quan sát là 360 độ quanh thành phố. Nhà hàng và Sky Bar ở tầng 66 và 67 có góc nhìn rộng là 360 độ. Mình sẽ đi xuống và qua bên cạnh này. Này mình sẽ đi sâu trong khu viên cho các bạn dễ. Tầng 79 đến tầng 81 là đài quan sát. Dưới chân tòa nhà là trung tâm thương mại Vinhome Center có diện tích là 59.000m2. Theo nhà thiết kế thì thiết kế của Lăng Mắt 81 được lấy từ cảm hứng của những bó tre truyền thống, tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết trong văn hóa của người Việt Nam. Hầu hết các đỉnh khối, hình ống đều có thiết kế là thêm các khu vườn ở bên trên, ngoại trừ những cái khối cao nhất. Tầng trệt của tòa nhà được sử dụng làm trung tâm mua sắm. Mình sẽ đi một vòng. Tới lễ Giáng sinh.